Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 22 tháng 9 có những bản tin nổi bật như sau. Hai chính trị gia người Philippines bị bắt giữ tại miền Nam Thái Lan vì tội danh sát nhân. Chính quyền Bangkok vào ngày thứ Hai 21 tháng 9 loan báo hai chính trị gia đến từ Philippines vốn từng bị chính quyền Manila truy nã vì y án sát nhân đã vừa bị xa lưới cảnh sát tại tỉnh Phuket thuộc miền Nam Thái Lan. Dựa vào thông tin điều tra sơ khởi, cựu thống đốc đảo Palawan Joel Reyes, 63 tuổi và người em trai Mario Reyes, 45 tuổi của ông đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ sau gần 3 năm ẩn náu tại tỉnh Phuket. Được biết trước đây, các đương sự từ bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã sau khi ra tay sát hại một nhà hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng người Philippines có tên là Gerardo Gary Ocartateca vào năm 2011. Ngoài tội danh giết người, hai anh em Joel và Mario Reyes còn bị cáo buộc xâm nhập vào lãnh thổ Thái Lan một cách bất hợp pháp vào năm 2012. Các nghi phạm theo dự trù sẽ bị dẫn độ về cố quốc để xét xử trong vài tuần lễ sắp tới đây. Nga và Nhật Bản cam kết thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã vừa tới hội kiến cùng với người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Moscow vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9, nhân chuyến công du chính thức tới quốc gia Đông Âu này, nhằm mục đích giải quyết ôn thỏa những mối bất đồng liên quan tới vấn đề tranh chấp lãnh thổ sau thời Thế chiến thứ hai. Cuộc gặp gỡ nêu trên đồng thời sẽ mở đường cho chuyến viếng thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tháng sắp tới. Chuyến công du 4 ngày sang Nga của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida đã được diễn ra trong bối cảnh Moscow và Tokyo đang đồng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Northern Territories sau tiếng Nhật và Southern Koreas theo tiếng Nga. Ông Fumio Kishida là vị ngoại trưởng đầu tiên của Nhật Bản công du sang thủ đô Moscow của Nga kể từ khi chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe được thành lập vào năm 2012 cho đến nay. Bắc Hàn tổ chức hội chợ thương mại quốc tế thường niên năm 2015 tại thủ đô Bình Nhưỡng. Chính phủ Bắc Hàn vừa tổ chức sự kiện hội chợ thu Bình Nhưỡng thường niên lần thứ 11 vào ngày thứ Hai 21 tháng 9 tại thủ đô Bình Nhưỡng nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế quốc gia. Một đoạn video do đài truyền hình KCNA của Bắc Hàn đồng thời đã quay lại được toàn cảnh buổi lễ khai mạc hội chợ thương mại quốc tế thường niên năm 2015 vốn đã được diễn ra tại phòng triển lãm Three Revolution thuộc thủ đô Bình Nhưỡng. Du khách đến thăm đã được dịp chiêm ngưỡng một số cống phẩm do các quốc gia đa số đến từ khu vực châu Á sản xuất như Trung Quốc, New Zealand, Malaysia, Mông Cổ, Singapore, Úc, Indonesia, Việt Nam, Cuba, Thụy Sĩ và v.v. Hội chợ thương mại quốc tế Bắc Hàn theo dự trù sẽ bế mạc vào ngày thứ Năm 24 tháng 9 sắp tới đây. Kết quả bầu cử quốc hội ở Hy Lạp. Đảng Syriza của ông Alexis Tsipras đã chiến thắng đầy bất ngờ trong cuộc bầu cử quốc hội ngày Chủ nhật 20 tháng 9. Bộ Nội vụ Hy Lạp thông báo theo các kết quả bầu cử sơ khởi thì đảng Syriza đã giành được 35,5% số phiếu, còn đảng Tân Dân Chủ chỉ giành được 28,2%. Điều đó có nghĩa là đảng Syriza sẽ giành được 144 trong tổng số 300 ghế của quốc hội, còn đảng Tân Dân Chủ chỉ được có 75. Tuy nhiên, vì chưa có được đa số cần thiết nên đảng Syriza quyết định sẽ giống như lần trước liên kết với một đảng thiên hữu nhỏ có tên là Đảng Hy Lạp Độc Lập để thành lập một chính phủ liên hiệp. Sau khi biết được kết quả, thủ lãnh của đảng Tân Dân Chủ là ông Vakelis Maimaraki đã lên tiếng chấp nhận thất bại. Kết quả bầu cử lần này cho thấy dân chúng Hy Lạp muốn trao cho đảng Syriza và ông Tsipras một cơ hội nữa để hoàn thành cải tổ và tận dụng số tiền cứu trợ để lèo lái đất nước ra khỏi tình trạng kinh tế suy sụp, rồi hướng tới phục hồi. Bồ Đào Nha mở màn các cuộc vận động tranh cử. Các cuộc vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Bồ Đào Nha đã mở màn vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9. Đương kim Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã cùng với thành viên của Chính phủ Liên Hiệp tới vận động cử tri ở ngôi làng cổ Sintra. Ông Coelho cho biết, ông tin tưởng sẽ thắng cử vì đảng cầm quyền đã đạt được nhiều thành tựu trong 4 năm qua. Liên minh của đảng Trung Hữu đang cầm quyền hãnh diện vì đã đưa Bồ Đào Nha thoát khỏi cuộc khủng hoảng vì nợ nần. Sau 3 năm suy thoái, kinh tế Bồ Đào Nha hiện đang phát triển trở lại cho dù chính phủ vẫn không phải áp dụng các chính sách khắc khổ và tăng thuế lên cao. Trong khi đó, đảng xã hội đối lập khi tranh cử hứa hẹn sẽ bỏ bớt các chính sách khắc khổ, giảm thuế
để thu nhập của dân chúng tăng lên, đồng thời cũng cam kết sẽ thu hẹp thâm thủng ngân sách bằng cách phát triển kinh tế mạnh mẽ thêm. Các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, liên minh cầm quyền vẫn đang dẫn trước phe đối lập trước cuộc bầu cử ngày 4 tháng 10 sắp tới. Phe đối lập ở Nga biểu tình đòi bầu cử công bằng. Theo hãng tin Reuters thì có khoảng 3.000 người Nga đã biểu tình trên các đường phố của thủ đô Moscow vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9, đòi hỏi phải có bầu cử công bằng sau khi Tổng thống Vladimir Putin đã nắm quyền liên tục suốt 15 năm qua. Đây là lần đầu tiên phe đối lập biểu tình với quy mô lớn như vậy để phản đối chính quyền, nhất là phản đối cái họ gọi là ý định muốn nắm quyền suốt đời của ông Putin. Nhiều người biểu tình còn phản đối cả cách chi tiêu ngân sách phung phí của chính quyền, vì như vậy đã tạo thêm gánh nặng cho dân chúng. Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Nga sẽ diễn ra vào năm 2018. Ông Putin đã được cố tổng thống Boris Yeltsin chọn lên làm tổng thống vào năm 2000 và tại chức từ đó cho tới nay. Ông Putin vẫn có quyền được tranh cử tổng thống thêm 6 năm nữa trong lần bầu cử tới, nhưng hiện nay vẫn chưa cho biết ông có muốn tranh cử nữa hay không. Dân chúng Burkina Faso nhất quyết muốn khôi phục chính quyền dân chủ. Dân chúng ở thủ đô của Burkina Faso đã biểu tình phản đối thỏa thuận mà đại diện các nước Tây Phi đã đạt được với phe quân sự đảo chánh để ổn định lại tình hình ở nước này sau cuộc đảo chánh ngày thứ Tư 16 tháng 9. Tổng thống Senegal vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9 đã công bố những điều khoản của bản thỏa thuận, trong đó có việc các lãnh tụ phe đảo chánh sẽ được ân xá, để đổi lại việc họ sẽ đồng ý khôi phục lại chính quyền dân chủ ở Burkina Faso. Cuộc bầu cử chính quyền mới ở Burkina Faso sẽ được dời lại tới ngày 22 tháng 11, trong khi chờ đợi Tổng thống Michael Kafando sẽ tiếp tục làm Tổng thống lâm thời, còn chính phủ lâm thời sẽ có thêm những người thân cận của cựu Tổng thống Compaoré, nay không còn được ra tranh cử Tổng thống nữa. Cho tới giờ vẫn chưa có tin tức nào cho biết cả hai phe đảo chánh và đối lập có chấp nhận những điều khoản đó hay không. Bản thỏa thuận này sẽ được trình cho nguyên thủ các nước Tây Phi vào ngày thứ Ba, 22 tháng 9. Tấn công khủng bố ở Cameroon. Một vụ tấn công khủng bố bằng chất nổ đã xảy ra tại thị trấn Moura ở miền Bắc Cameroon vào ngày Chủ nhật 20 tháng 9, khiến cho ít nhất 5 người thiệt mạng, gồm có một cảnh sát và hai thường dân và hai tên khủng bố cảm tử là phụ nữ. Theo nhà chức trách Cameroon thì con số thương vong còn có thể cao hơn nữa sau khi chính quyền mở cuộc điều tra. Giới thẩm quyền cũng cho biết đây có vẻ như là một vụ khủng bố do phiến quân Boko Haram xuất xứ từ Nigeria thực hiện. Thị trấn Moura của Cameroon chỉ ở cách căn cứ lớn nhất của quân Boko Haram đặt ở tại thị trấn Đông Bắc Nigeria có vài cây số. Phiến quân Boko Haram đã bắt đầu tràn sang tấn công Cameroon nhiều hơn từ năm ngoái sau khi Cameroon đưa ra 8.700 quân gia nhập liên quân các nước Tây Phi chuẩn bị phản công quân Boko Haram ở Nigeria vào cuối năm nay và bắt đầu đàn áp quân khủng bố nhiều hơn trước. Phiến quân Houthi trả tự do cho nhiều tù nhân phương Tây và Saudi Arabia. Phiến quân Houthi ở Yemen vào hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 9 đã trả tự do cho hai người Mỹ, một người Anh và ba người Saudi Arabia đã bị lực lượng này giam giữ trong nhiều tháng nay. Những người này đã được tự do thông qua sự giúp đỡ của chính quyền Oman và đã cùng nhau bay về thủ đô Muscat của Oman trên cùng một chuyến bay. Phiến quân Houthi đã đồng ý thả nhóm người này để tỏ thiện chí trước khi bước vào cuộc đàm phán với đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài đã 6 tháng giữa lực lượng Houthi và Liên quân Ả Rập. Hai người Mỹ được trả tự do là người làm việc cho các công ty ngoại quốc đóng tại Yemen, bị phiến quân bắt vì cho rằng họ đã nhập cảnh vào Yemen mà không có thị thực hợp pháp. Chính quyền Hoa Kỳ cho biết đang tìm cách giải cứu cho hai người Mỹ khác còn đang bị phiến quân Houthi giam giữ. Đảng cầm quyền ở Romania vẫn ủng hộ Thủ tướng Ponta dù đã bị truy tố. Trong cuộc họp ban chấp hành vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9, Dân chủ xã hội đang cầm quyền ở Romania đã quyết định vẫn tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Victor Ponta cho vụ dù ông này đã bị tòa truy tố vì tội giả mạo giấy tờ và rửa tiền vào ngày thứ Năm 17 tháng 9 vừa qua.
Phiên tòa thượng thẩm xử ông Ponsa đã bắt đầu vào ngày thứ Hai 21 tháng 9, nhưng ông Ponsa đã không tới hầu tòa và cũng không cho biết có tới hầu tòa những ngày tới hay không. Một bị cáo khác cũng bị truy tố với ông Ponsa là cựu Bộ trưởng Bộ Vận tải Dan Sova đã ra tòa và cho biết đúng theo hiến pháp thì ông Ponsa vẫn là người vô tội nếu tòa chưa kết án. Nhờ đảng Dân chủ xã hội chiếm được đa số rõ rệt trong quốc hội nên ông Ponsa đã 3 lần thoát nạn khi bị quốc hội bỏ phiếu quyết định trừng phạt. Lần này ông Ponsa cũng nhất quyết sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ, tuy đã từ chức chủ tịch đảng Dân chủ xã hội. Chính quyền Đan Mạch nhất quyết không nhận người tị nạn. Trong làn sóng người tị nạn đang tràn tới châu Âu, hiện nay có rất nhiều người muốn tìm tới định cư ở các nước có cuộc sống an toàn như nước Bắc Âu, Đan Mạch hay Thụy Điển. Đan Mạch là nước duy nhất trong khu vực này thẳng thắn từ chối không tiếp nhận người tị nạn trong các nước láng giềng. Na Uy, Thụy Điển hay Phần Lan đã nhận cho rất nhiều người tị nạn định cư. Chính quyền Đan Mạch cho biết là đã có hơn 10.000 người tị nạn từ Đức đi qua Đan Mạch rồi đi tiếp tới các nước Bắc Âu khác, nhất là Thụy Điển. Vì muốn đi Thụy Điển thì bắt buộc phải đi qua Đan Mạch. Đan Mạch không muốn tiếp nhận người tị nạn vì lo ngại có thêm người tị nạn thì sẽ phương hại tới hệ thống an sinh xã hội rất tốt của Đan Mạch hiện nay. Chính vì vậy, chính quyền đã cho kiểm soát chặt chẽ khu vực bến phà Rødby nối liền với Đức. Nếu phát hiện có người tị nạn thì nhà chức trách sẽ bắt giữ và giam họ lại trong 72 tiếng đồng hồ. Thủ tướng Israel hội đàm cùng với Tổng thống Nga về tình hình Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới thủ đô Moscow của Nga để hội đàm cùng với Tổng thống Putin vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 về tình hình hiện nay ở Syria. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra sau khi có tin tức cho thấy Nga đang xây căn cứ và đưa vũ khí vào Syria để tăng cường sức mạnh quân sự tại đây. Chuyến đi Nga lần này là một trong những lần hiếm hoi Thủ tướng Netanyahu đem theo nhiều quan chức cao cấp trong quân đội và lực lượng an ninh làm tùy tùng. Các nhà lãnh đạo hai nước đã họp kín và không cho giới truyền thông tham dự. Nga vẫn khẳng định rằng viện trợ quân sự cho Syria chỉ nhằm mục đích tự vệ và yểm trợ cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, vốn là đồng minh rất thân cận của Nga từ trước cho tới nay. Israel thì tuyên bố không hề muốn can dự vào cuộc nội chiến ở Syria, nhưng muốn Nga bảo đảm chắc chắn rằng số vũ khí viện trợ không rơi vào tay của quân Hezbollah ở Lebanon. Điều tra viên của Liên Hiệp Quốc cho rằng ông Assad sẽ cùng chung số phận với ông Milosevic. Chuyên viên điều tra của Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 đã nhận định rằng điều cộng đồng quốc tế cần làm hiện nay là tìm cho một giải pháp chính trị cho Syria để có thể tiến tới đình chiến. Sau đó thì vấn đề làm sao đối phó với Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ được giải quyết cho dù ông ta có còn tại vị hay không. Chuyên gia này còn cho rằng ông Assad có thể sẽ chịu cùng chung số phận cùng với cựu tổng thống người Serbia Milosevic khi ông Milosevic còn làm tổng thống nước Nam Tư cũ trong thời kỳ nội chiến, phân chia đất nước. Các bên có liên quan đã cố gắng thương lượng và đàm phán để đạt được thỏa thuận ở Dayton. Khi đó thì ông Milosevic vẫn còn tại vị, nhưng sau cùng thì đã bị công lý trừng trị. Tới tháng này thì Hoa Kỳ và các nước Tây Phương cũng không còn đòi hỏi phải lật đổ ông Assad ngay lập tức như trước. Thay vào đó, phương Tây đã đồng ý đưa việc loại bỏ ông Assad thành một trong những điều khoản trao đổi khi đàm phán hiệp ước về Syria. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 22 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.